Mong mọi người giải giúp. Ok, ta xem bài nào nào. Cho tam giác ABC vuông tại A, từ A kẻ AH vuông góc với BC tại H, từ H kẻ HM vuông góc với AC tại M. Trên tia đối của MH lấy điểm E sao cho MH bằng ME. Kẻ HN vuông góc với AB tại N. Trên tia đối của NH lấy điểm D sao cho NH bằng ND. A. Chứng minh A là trung điểm của DE. B. Chứng minh tam giác DHE vuông. C. Chứng minh BD song song BCE và MN song song với DE. Ok, let's go. Đầu tiên ta sẽ đi chứng minh A là trung điểm của DE. Thì ta thấy rằng là ME bằng MD. Như vậy là AC là ME bằng MH, như vậy là AC là đường trung trực của EH. Do đó là tam giác là AME bằng tam giác là AMH. Đấy, đầu tiên ta có là tam giác AME bằng tam giác là AMH. Như vậy ta sẽ suy ra được hai điều. Điều thứ nhất là AE bằng AH. Và điều thứ hai là A1 bằng A2. Tương tự như vậy, tam giác AND bằng tam giác ANH. Từ đó ta cũng suy ra được là AD bằng AH. Và ta cũng sẽ suy ra được là A3 bằng A4. Như vậy, vậy thì ta đã suy ra được là AE bằng AD. Vì là cùng bằng AH. Điều bây giờ chúng ta còn phải chứng minh nữa. Đó là EAD thẳng hàng. Khi đó A sẽ là trung điểm của DE. Vậy thì lại có là điều gì đây? A1 cộng A2 cộng A3 cộng A4. Bốn góc này cộng lại thì gấp đôi A2 cộng với gấp đôi A3. Vì A1 bằng A2. Như vậy bằng 2 lần A2 cộng 2 lần A3. Nhưng điều tuyệt vời là A2 cộng A3 chính là bằng 90 độ. Bằng 2 nhân 90 độ bằng 180 độ. Do đó là góc EAD là góc bẹt. Vậy thì ra là EAD bằng 180 độ. Tức là EAD thẳng hàng. Rồi. AE bằng AD mà thẳng hàng rồi. Như vậy là từ 1 và 2 ta sẽ suy ra điều phải chứng minh A là trung điểm của AD. Ý thứ hai, ý thứ hai là ta phải chứng minh rằng tam giác EHD vuông. Chứng minh tam giác EHD vuông. Các bạn tự đoán nó sẽ vuông tại điểm H này rồi. Ok. Vậy thì làm sao để làm sao tam giác này lại vuông đây? Thì ta có, ta có là MH sẽ song song với AN, song song với AN, MH song song với AN vì cùng vuông góc với, cùng vuông góc với AC. Từ đây sẽ suy ra được H1 bằng A3. Đây là cặp góc solitan. Tương tự như vậy, HN song song với AM, HN song song với AM thì cùng vuông góc với AB. Từ đây sẽ suy ra được là H2 bằng A2. Đây cũng là cặp góc xoay lê tặng. Vậy H1 cộng H2 sẽ bằng H1 cộng H2 sẽ bằng A2 cộng A3. Và đương nhiên là bằng 90 độ. Do đó là góc EHD bằng 90 độ. Suy ra tam giác EHD vuông. Ta được điều này chứng minh. Tiếp theo ta sẽ chứng minh cho BD song song với EC. Thì ta thấy rằng này, ta có là AH bằng AE. AC là tia phân giác và AC là cạnh trung. Vậy thì tam giác ACH bằng tam giác ACE theo trường hợp là cạnh góc cạnh. ACH bằng tam giác là ACE theo trường hợp là cạnh góc cạnh. Vậy thì suy ra là góc AEC bằng góc AHC bằng 90 độ. Tương tự tam giác ABD bằng tam giác là ABH cũng theo trường hợp cạnh góc cạnh. Do đó là suy ra được là góc ADB bằng góc AHB bằng 90 độ. Từ trên này ta đã suy ra được là EC vuông góc với ED. Và từ ở dưới này ta suy ra được là BD vuông góc với ED. Vậy từ 1 và 2 ta suy ra là EC song song với BD vì cùng vuông góc với ED. Ta được điều phải chứng minh. Tiếp theo ta sẽ chứng minh cho MN song song với ED. Thì để ý thấy M là trung điểm của EH, N là trung điểm HD. Thì dấu hiệu nhận biết đây chính là được chứng minh. Tuy nhiên đây là các bạn lớp 7 nên chúng ta phải làm như sau. Trên tia đối của NM lấy điểm K sao cho NM bằng NK. Khi đó ta thấy rằng là tam giác là NHM bằng tam giác NDK. Theo trường hợp là cạnh góc đối đỉnh cạnh thì ta có là tam giác NHM bằng tam giác NDK. Theo trường hợp cạnh góc cạnh. Vậy suy ra là MH bằng DK và MH song song với DK.
Từ đây ta sẽ chia ra được là dk sẽ bằng me và dk song song với me. Bây giờ chúng ta chỉ việc nối m với d. Nối m với d. Vậy thì ta thấy rằng là dk song song với me chia ra là cộng góc bằng nhau, số này tập m một bằng d một, số này tập. Và thầy xin lỗi nhá, cái này phải là m hai bằng d hai, dk bằng me và md chung. Như vậy là ta sẽ suy ra được là tam giác là mde sẽ bằng tam giác là dmk, thiệu cộng thiệu trường hợp là cạnh góc cạnh. Vậy hai giác này bằng nhau thì suy ra được là m một bằng d một, mà hai góc này ở vị trí là số này trong, do đó là mk sẽ song song với d. Mà mk trùng với mn hay là ta nói là mn song song với d. Ok, mọi người muốn thầy giáo giải bài toán nào hãy comment ở dưới bình luận nhé.